Chào buổi sáng mọi người. Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Mình là Linh, trong Nguyễn Linh 0303. Hôm nay mình có chuyến đi công tác vào thành phố Hồ Chí Minh 3 ngày. Mình sẽ ghi lại những khoảnh khắc quá trình mình di chuyển cũng như những địa điểm mình đến để gửi đến mọi người. Có một chuyến đi hy vọng là rất là hay ho. Rồi mình chào mọi người nhá. Chào buổi sáng mọi người. Chào mọi người, mình đã ra sân bay rồi mọi người ơi. Sau 1 tiếng 15 phút từ nhà mình ra sân bay, bây giờ mình đang ở sân bay ra quốc nội. Đây là bảng danh sách những chuyến bay đến và đi. Sân bay hôm nay khá vắng các bạn ạ. Đây là ga quốc nội dành cho các chuyến bay nội địa đi và về trong nước của Việt Nam chúng ta. Cách sân bay quốc nội thì có một sân bay quốc tế tầm khoảng 500 đến 1 km. Khi các bạn đến đi quốc nội thì đến sân bay ga quốc nội, các bạn sẽ lên tầng 2 và các bạn vào làm thủ tục để check in. Còn khi các bạn mà về từ các sân bay khác về sân bay quốc tế Nội Bài thì các bạn sẽ được thả xuống ở dưới tầng 1. Rồi mình sẽ đi vào các cửa. Đây là cửa ra vào các bạn, cửa ra vào số 3. Đây là chỗ check in của check in online của Vietjet Air. Mình cũng hay bay hãng Vietjet Air thì thông thường mình bay thì rất nhiều người phản ánh là Vietjet Air rất hay bị delay, nhưng mình may mắn chưa bao giờ bị delay, nhưng hôm nay thì thật sự là đen. Mình đã bị delay 2 lần và vừa đến sân bay thì được thông báo rằng là delay đến tận 12 giờ mới có thể bay được các bạn. Đây là các chuyến bay mọi người đang xếp hàng check in lấy vé. Đây là một bạn tiếp viên của hãng Bamboo Airways. Thông thường thì khi các bạn đến sân bay mà các bạn chưa biết thủ tục hay là chỗ check in của hãng mình bay thì các bạn hỏi bảo vệ, thì các bảo vệ ở sân bay rất là nhiệt tình hướng dẫn mọi người. Sân bay khá là vắng. Đây là chỗ check in lấy vé của Vietjet Air. Hôm nay khá là vắng các bạn, mọi lần mình đi thì xếp hàng rất là kinh khủng luôn. Chúng ta sẽ đi theo những đoạn dây này được phân bổ để cho các mọi rừng rồng người nối nhau không chen lấn. Hôm nay vắng, rất vắng người các bạn. Có khoảng Vietjet Air có khoảng 15 khoang chỗ để check in, nhưng mà hôm nay gần như không có một bóng người. Mình bị check in mà mình bị delay mất từ chuyến bay từ 8 giờ lên đến 12 giờ, cho nên là ra đây không có một bóng người nào. Mà đây là thành quả sau 3 tiếng delay của mình đã lấy được vé ra chỗ hải quan. Hôm nay rất là ít người và mình cũng ra sớm nên may mắn ngồi ở hàng ghế 18 và ngồi ở lối cửa sổ. Hy vọng như thế thì sẽ tạo cho mình một thuận lợi quay một số cảnh trên bầu trời cho các bạn. Hôm nay thực sự là ngày giữa tuần cho nên là lượng khách đi trong nội địa mình thấy là rất là ít, và trường hợp này rất là hiếm. Mình đi máy bay khá nhiều lần và lần nào cũng là chen chúc rất là lớn. Sắp đến chỗ kiểm tra hải quan thì đấy, mình sẽ quay cho các bạn xem.
vượt qua quá trình kiểm tra an ninh thì mình bắt đầu đi tìm cửa lên máy bay của mình là cửa số 12 các bạn. Cái biển chỉ dẫn cửa lên số 12 thì sẽ tìm lên số 12 đâu. Đây thì cửa lên số bao nhiêu thì sân bay sẽ có những kiểm tra. Số 10. Tốt nghiệp bắt đầu sang sân bay. Mình chờ sân bay 3 tiếng đồng hồ và mình như là đi nhà vệ sinh thì mình có một cái đánh giá rất là ấn tượng, sân bay rất là sạch sẽ, nó không có mùi giống như kiểu xe cộ ở bên xe. Cửa số 2 là kia rồi các bạn, không có một bóng người luôn, đây là những quán hàng đồ ăn trong nhà sạch sẽ. Xa kia là cửa số 12. Mình đã tìm được đến nơi rồi. Mình lên máy bay là 11:30. Có một lưu ý nhỏ khi đi máy bay, các bạn nên để ý cửa lên số cửa ra máy bay. Bởi vì thông thường trước khoảng tầm 30 phút hoặc 15 phút người ta có thay đổi cửa ra vào lúc mình chạy rất mệt. Cho nên các bạn khi đến ở cửa mà được nhân viên hướng dẫn thì cố gắng ngồi ở đấy chờ, hạn chế đi lại. Chỉ có khi nào các bạn thấy nhu cầu vệ sinh cá nhân thì hãng di chuyển, nếu không thì bất mình nghe tiếng loa phát thanh lên thay đổi cửa lên máy bay thì lúc giờ chạy rất là mệt. Sau thời gian chờ đợi thì mình cũng được lên máy bay các bạn ạ. Lần đầu tiên cảm giác trải nghiệm cảm giác delay 6 tiếng đồng hồ, công nhận là oải. Hàng rất là dài, không biết là cổng ra máy bay có phải đi xuống bằng xe buýt nữa không. Nếu may mắn thì mình sẽ được lên máy bay luôn, còn nếu không may mắn thì lại phải chờ xe buýt đến đón và được đưa ra máy bay các bạn. Sau 3 lần kiểm tra thì mình cũng có cơ hội lên máy bay và lại được đổi ghế ngồi. Rồi, hy vọng thì được lên máy bay luôn. Nhưng khả năng cao là mình phải đi xe buýt các bạn. Cuối cùng thì mình cũng được xuống xe buýt và lên máy bay các bạn. Thật sự là một sự khủng khiếp. Chờ đợi. Vào máy bay rồi các bạn. Hà ơi, số 4 ở bên dưới Hà ơi. Cái này là số 1 bạn. Đây bạn nhìn số 1. Hà cái đi. Đây bạn ngồi đấy bạn. Bạn ngồi đấy. Đâu người bạn. À bạn không có gì bạn. Sau 6 tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng mình cũng được lên máy bay. Đổi qua 3 lần giờ delay và 1 lần ghế. Đầu tiên ghế mình được sắp xếp là ghế số 18, nhưng bây giờ lại được đổi lên ghế số 3. Nên rất may mắn là vẫn được ngồi ở cạnh cửa sổ các bạn. Sẽ được ngắm những đám mây, áng mây bay lơ lửng trên bầu trời. Các bạn nhìn không? Thông thường thì một máy bay cỡ nhỏ thì chỉ có rơi vào khoảng tầm 38 đến 39 hàng ghế, và hàng ghế thứ 38, 39 thường là hàng ghế nhà vệ sinh. Mình đi máy bay cũng khá là nhiều lần nhưng mà không bao giờ mà được may mắn là ngồi ở những hàng ghế phía trên, toàn ở gần ở dưới những hàng ghế nhà vệ sinh thôi. Hôm nay chắc có lẽ là vì delay cho nên là được bù lại mình ngồi hàng ghế thứ 3 và gần ở cửa sổ. We'll be right back.
mình cảm ơn nhé. Đây là một chiếc tàu cảm ơn đã đóng nhé. Ok, cảm ơn. Rất là cho món cơm chiên Thái của mình. Cảm quan rất là ngon các bạn. Nhân viên sẽ dùng cái xe này để dọc hành lang sau và sau về. Ai có nhu cầu mua thì sẽ cho mình thử trải nghiệm món cơm chiên Thái này. Thử trải nghiệm món ăn ở trên bầu trời. Bây giờ máy bay đang ở cách mặt đất khoảng 10 đến 11 km các bạn ạ. Thử ăn món của Việt Rất Le. Mình gọi món cơm chiên Thái. Thực sự là rất là nóng. Vô cùng nóng luôn. Cầm nếu mà mình không bỏ xuống ngay thì sẽ bị cầm ngay. Rất là còn tương ớt thì kèm. Rồi cái này là nước tương đậu nành. Nó giống kiểu chi su các bạn. Tiếp theo đó là có củ dĩa này, củ dĩa ăn này, với tăm và dây ăn. Bạn ăn cơm của mình á. Mình không thể dùng một tay để mình đỡ được. Mình lấy các bạn nè. Cơm như thấy các nó cảm giác nó rất là anh và nhiều mỡ so với mình. Thực sự là ngon. Có thể là bây giờ đang là hơn 12 giờ, 12 rưỡi. Rất là đói. Chờ mất 6 tiếng đồng hồ delay để có thể lên máy bay. Và cảm giác như các bạn ăn món ăn ở trên độ cao 10 km. Thực sự là cảm giác rất là lạ. Cái này là món, cái này là trứng các bạn, trứng chiên nó thái nhỏ. Và cái này là thịt gà. Thịt gà công nghiệp nấu kiểu sốt chua cay. Okay. Đây là như kiểu là cải muối chua các bạn. Nhưng mà thực sự là khá là nóng. Còn cái đĩa màu vàng giữ kiểu rất là tốt. Các bạn. Ngon thật các bạn ạ. Mình đã hết ăn hết bay một cái đĩa cơm chiên Thái ở trên máy bay Vietjet Air. Sự cảm giác rất là ngon. Có cái gì đó rất là lạ. Bây giờ thì mình sẽ thu dọn để cho các bạn tiếp viên dọn dẹp. Chào buổi chiều mọi người. Sau gần 2 tiếng đồng hồ bay thì mình đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Một sự trải nghiệm phải nói là đáng nhớ.
gần 8 tiếng đồng hồ kể từ lúc mình bắt đầu đi từ nhà mình. Mình đã vào được đến sân bay Tân Sơn Nhất an toàn. Chắc có lẽ bây giờ mình cũng đã khá mệt và phải bắt xe về khách sạn. Mình chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người, mình là Lê. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm những clip mình đang mỗi tuần nhé.